Xin chào mọi người, các bạn đến bản tin thị trường ngày mới tại thị trường Duy vào ngày 7 tháng 6 năm 2021. Và trong phần bản tin sáng nay, thị trường Duy sẽ điểm qua những thông tin thị trường để cho chúng ta nghiên cứu và chúng ta tham khảo. Và đầu tiên, thị trường Duy xin chúc cho bà con một ngày mới thật sự tốt lành và tràn đầy năng lượng để vào công việc nuôi tôm. Và thật sự phấn khởi trong ngày hôm nay đó là giá tôm tất cả các size đang khởi sắc, đặc biệt những size ví dụ như 50, 70, 40, 50, 60, 70 và nó đang có dấu đà tăng. Cụ thể như sau, thị sản Duy sẽ điểm qua trong bản tin thị sản thẻ thương phẩm trong ngày hôm nay. Đầu tiên Duy sẽ nói về xây đó là 20 con hôm nay đó là 208.000, không thay đổi so với ngày hôm trước. 25 con đó là 165.000. Và xây 30 con hiện tại đó là 134.000 một ký và có dấu hiệu tăng 1.000 so với những ngày trước. Và xây 40 con đó là 117.000. Trong sáng nay 117.000 một ký thì so với ngày trước đã tăng 2.000, và trong những ngày gần đây xây 40 con đang có tiếp tục dấu hiệu tăng, và xây 50 con ngày hôm nay đó là 108.000 và tiếp tục đó là tăng trưởng hơn ngày trước 1.000, và xây 60 con hiện tại 104.000 và tiếp tục đó là tăng giá đó là 2.000, và xây 70 con hôm nay đó là 101.000. Như chúng ta thấy là xây 70 con đã tiếp tục tăng giá, và xây 100 con hiện tại là 92.000, và xây 80 con, xây 150 con hiện tại là 80.000. Như chúng ta thấy thì từ xây 30 con đến trở về xây 70 con đã có dấu hiệu tăng ở các xây, và đặc biệt hơn từ xây 40, từ xây 70 tới 40 đều tăng, có dấu hiệu tăng đều đều. Và đây là một cái xây mà trên ao đất là hướng về và cũng giống như là thành công, thì bà con ao đất cũng hoàn toàn yên tâm, tại vì đây là một cái dấu hiệu rất là tích cực trên ngành giá tôm. Và trong hướng sắp tới, giá trong đà này có dấu hiệu tăng thì giá tôm nó sẽ chắc chắn nó sẽ khởi sắc, và bà con hãy hoàn toàn yên tâm để chúng ta thả tôm hay là chúng ta nuôi tôm, chúng ta đầu tư trên cái ao tôm mình. Thì đó là thông tin thị trường thủy sản thương phẩm trong sáng ngày hôm nay, sáng ngày 7 tháng 6 năm 2021. Thị sản Yến Duy muốn điểm qua để bà con cùng tham khảo. Và tiếp theo bằng bản tin, thị sản Yến Duy muốn cùng bà con đó là chia sẻ đến bà con và quý anh em nuôi tôm, đó là thông tin về giá giống cũng giống như là thông tin khuyến mãi của một số công ty được bà con lựa chọn nhiều, đặc biệt hơn có lượng chúng nhiều trên Nam. Đầu tiên Duy sẽ nói về công ty CB, giá hiện tại là 154 đồng và đang khuyến mãi hỗ trợ bà con đó là 30%. Công ty giống Việt Úc giá 135 đồng và đang hỗ trợ khuyến mãi bà con đó là 30%. Công ty giống Hoàng Lộc, Hoàng Lộc tiêu chuẩn giá 112 đồng, và Hoàng Lộc công nghệ cao giá 120 đồng và hiện tại đang hỗ trợ khuyến mãi đó là 50%. Và công ty nói về sú thì có sú giao hóa Bình Minh hiện tại giá 148 đồng và khuyến mãi cho bà con tặng một túi, đó là khi mà bắt 30.000 thì tặng một túi sinh học để mà tạo thức ăn hữu cơ. Công ty giống Mỹ Kim giá 105 đồng, giá thẻ giống Mỹ Kim giá 105 đồng và đang khuyến mãi hỗ trợ đó là 50%. Tôm càng xanh giá 280 đồng, đó là tôm càng xanh toàn đực. Vừa rồi là thông tin thị trường thủy sản tại thị sản Duy vào trong sáng ngày hôm nay, sáng ngày 7 tháng 6 năm 2021. Chúng ta rất là vui mừng và tại vì giá tôm đang có một cái dấu hiệu đó là tiến triển rất là tích cực, đặc biệt hơn đang có dấu hiệu đó là đà tăng, và bà con cũng phần nào yên tâm trong giai đoạn khó khăn dịch bệnh này. Và thị sản Duy là một đơn vị chia sẻ về thuốc men, giống, đồ nghề thủy sản, thức ăn thủy sản, lắp đặt ao bạc, ao công nghệ cao, luôn bên cạnh quý vị và đồng hành cùng tất cả quý vị khách hàng cũng giống như bà con nuôi tôm. Và thủy sản Duy xin chúc cho bà con một vụ mùa thật sự thành công và thật sự gặt hái được nhiều mong muốn trong vụ mùa năm 2021 này. Và xin chào bà con và hẹn gặp lại trong bản tin sau và quý vị trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại thủy sản Duy. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh thị sản Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.